Subit vui vẻ chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình có hẹn với lại Trúc Ly ngay cái chỗ cũ nè, à, ngay chỗ cô ngay, ngay đây. Chưa. Dạ con chào cô. Cô nhớ con không? Con mình Subit vui vẻ nè. Nhớ con. Dạ dạ. Hôm nay con có hẹn với lại Trúc Ly á. Trúc Ly tới cho con. Trúc Ly chưa ghé con. À chào em. Này con cô hả? Đây là cháu. À cháu à, cô mà hôm bữa mà cô nói là biết hát á hả? Là cô nói vậy hả? À hôm bữa là cô có nói với anh á là nói có đứa cháu nó hát hay lắm. Hay lắm. À hôm nay ra phụ cô bán hả? Dạ do cô bệnh nha anh. Cô bệnh. À cô bị gì sao cô? Cô bị tim đập nhanh con. Mà cái đó bị cái gì vậy? Cái đó là cái tay cô kìa. Mất nhiều nước anh. Mất nhiều nước. Truyền nước biển hả? À truyền nước biển. Vậy hả? Rồi hôm nay em ra phụ hả? Dạ em ra phụ. Phụ luôn hay là sao? Dạ em phụ cô ít bữa thôi. À dạ. Ra đây uống nước hoài mà chưa gặp em. Dạ. Vậy cô yêu cầu cháu cô hát một bài được không cô? À được con, yêu cầu cháu hát một bài đi con. Dạ dạ hát một bài. Em thích hát nhạc gì? Dạ em thích hát nhạc dân ca miền Tây á. Ủa em người miền Trung mà cháu dạ, cô? Dạ em người Bình Định. Người Bình Định. Dạ dạ. À mà em hát được dân ca Nam Bộ luôn hả? Dạ em thích nhạc cái đó từ nhỏ anh ơi, mơ từ nhỏ rồi. À em tên gì vậy? Dạ em tên Loan, Bích Loan. Bích Loan. Dạ. Dạ Bích Loan là cháu của cô. Cháu của cô. Dạ thôi bây giờ chắc con xin tại hôm nay con có hẹn với Trúc Ly ra để ngoài đây hát nè cô. Thì bây giờ thôi chắc mời em Loan hát bài trước nha. Dạ. Bài gì vậy? Em dạ, nói bài gì? Em hát bài về miền Tây. Đi. À về miền Tây. Dạ, dạ. Rồi. Em đã chuẩn bị sẵn loa rồi. Dạ dạ dạ. Alo. Em mở lên. Rồi. Gạo trắng nương trong vui niềm vui ấm no cuộc sống miền đồng tham ruộng lúa mơn mông yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang về Sa Đéc hay là về An Giang miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng miền Tây ơi sông nước Cửu Long chính nhanh phù sa đất lành khắp chốn nở hoa dung bồi mắt sông mưa trăng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhiệm cầu tre hàng cây xanh in bóng nghiêng che quanh giường áo đón khuya lập loè ai đi miền xa nhớ về quê nhà thăm con đường xưa bến cũ miền Tây tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương câu hát nghe dạt dào quê hương xuống Pha Mỹ Thuận ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần
Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi, giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng. Miền Tây ơi, sông nước Cửu Long chính nhánh phù sa. Đất lành khắp chốn nở hoa, dung bồi mắt sóng mượt mà môi em. Dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mây nhìn cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đón khuya lập lòe. Về quê nhà thăm con đường xưa bến cũ miền Tây, tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà thăm con đường xưa bến cũ miền Tây, tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Hay quá, hay quá. À cô ơi, cháu cũng hát hay quá cô ơi. Đúng là lời đồn không sai mà. Có bữa cô có nói là cô có người cháu ở ngoài miền Trung hát hay lắm. Dạ em cứ nhiều nghe hát hoài á, cô nghe được anh. Vậy hả? Chị mai mốt cô mỗi lần mà rảnh nó cho Bích Loan theo con để hát phục vụ kênh con nha. Bích Loan đồng ý không? Dạ được ạ. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn cô nha cô.